Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình An ninh Bình Dương kỳ này, kính mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin với những tin chính như sau. Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Hội nghị lấy ý kiến dự thảo các luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Khen thưởng cho hai cá nhân tại xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên. Thưa đồng chí, quý vị và các bạn, trong tuần, công an các đơn vị địa phương đã điều tra làm rõ 32 vụ vi phạm về trật tự xã hội, bắt 71 đối tượng, phát hiện xử lý 10 vụ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 7 người bị thương. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 71 cơ sở, quyết định tạm đình chỉ 5 cơ sở vi phạm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương, Viện An ninh Phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học, các giải pháp và phương án phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hội thảo đã nhận được sự đặc biệt quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị địa phương. Đã có 30 bài tham luận khoa học gửi về hội thảo. Với sự quyết tâm của các nhà khoa học, các nhà quản lý, nên nội dung của các báo cáo tham luận rất phong phú đa dạng, giàu tính lý luận cũng như thực tiễn, phản ánh đúng chủ đề của hội thảo. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến và kiến nghị, giải pháp được đưa ra mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn và nếu được áp dụng, có tính khả thi cao. Việc tổ chức hội thảo, các giải pháp phương án phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng là dịp để chính quyền và lực lượng công an các cấp chủ động tìm các giải pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời và hiệu quả đối với các nguy cơ đe dọa an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 11 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Với phương châm giữ vững an ninh trật tự để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư, chính quyền huyện Bầu Bàng đã hài hòa giữa lợi ích kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và an toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an huyện đã phối hợp tốt với các ngành và đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân, người lao động trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Tại buổi tọa đàm, ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến tham luận trên nhiều lĩnh vực liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bầu Bàng. Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao các ý kiến tham luận về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Ngoài các ý kiến tham luận của các đơn vị sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện và đề ra các giải pháp để lực lượng công an triển khai hiệu quả hơn nữa công tác giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tại khu công nghiệp Bầu Bàng. Từ đó góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chiều ngày 15 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị thông tin, báo cáo và lấy ý kiến xây dựng 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trên Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị về phía tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh đã giới thiệu các nội dung trọng tâm của 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những dự án luật có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quản lý nhà nước và bảo đảm quyền lợi của công dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội nghị đã thảo luận, trao đổi và đóng góp ý kiến có luận cứ khoa học cho 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, nhằm làm rõ hơn một số điều trong nội dung các dự án luật như vấn đề phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành, làm rõ về nội dung
quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan. Sáng ngày 16 tháng 5, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cảnh sát cơ động và chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2023. Tham gia khóa huấn luyện sẽ giúp cho 250 học viên rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản và các thao tác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và bảo đảm lực lượng, phương tiện, kịp thời xử lý sự cố cháy nổ xảy ra ngay từ giai đoạn ban đầu, không để cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ. Yêu cầu đặt ra là sau khi kết thúc khóa học, các học viên phải thuần thục thao tác nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng trong triển khai các đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và trong điều hành chỉ huy chữa cháy trong thực tế. Qua đó sẽ góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Công an huyện Bắc Tân Uyên vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, tiêu biểu như 10 câu lạc bộ phòng chống tội phạm với 340 thành viên, 45 đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp với hơn 1.000 thành viên, 6 câu lạc bộ chủ nhà trọ với hơn 200 thành viên, mô hình xứ đạo an lành, văn minh với 55 thành viên, mô hình camera an ninh 253 mắt quan sát, một câu lạc bộ chủ trang trại về an ninh trật tự với 21 thành viên, một mô hình bảo đảm an toàn giao thông với 1.255 thành viên. Với hoạt động hiệu quả của các mô hình bảo đảm an ninh trật tự, tình hình trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya đã được hạn chế, tình hình an ninh trật tự tại địa phương ổn định. Trong thời gian tới, Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy hiệu quả, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Công an tỉnh Bình Dương vừa tổ chức trao giấy khen cho hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Các cá nhân được khen thưởng là anh Trần Thanh Toàn, đội viên đội dân phòng, và anh Lê Văn Hiện, công an viên xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự tại tuyến đường DH431, ấp Phường Ươm, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, hai anh đã phát hiện và kịp thời truy bắt hai đối tượng có hành vi trộm cắp 9 motor điện tại các cơ sở chăn nuôi và sản xuất của người dân trên địa bàn. Tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 30 triệu đồng. Ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý một điểm bơm hút cát trái phép. Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với đội cảnh sát kinh tế ma túy Công an huyện Dầu Tiếng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng và Công an xã Minh Hòa đã kiểm tra và bắt quả tang một điểm bơm hút cát trái phép tại suối Tà Mòn thuộc khu vực rừng phòng hộ núi Cầu, huyện Dầu Tiếng, ấp Hòa Hiệp, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Được biết, khu vực khai thác cát trái phép trên là ông Lương Ngọc Nhân, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú ấp Đồng Sến, xã Đình An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tổ chức. Ông Nhân đã thuê người bơm hút cát từ dưới lòng suối Tà Mòn lên hồ chứa để trên bờ, rồi đem đi tiêu thụ mà không có giấy phép của cơ quan chức năng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận khối lượng cát mà các đối tượng khai thác được là khoảng trên 119 mét khối. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật phương tiện. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 18 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1995, quê tỉnh An Giang, để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Theo điều tra, Thảo làm nhân viên một quán karaoke và sinh sống cùng hai con nhỏ là NHGB, sinh năm 2020, và NHGA, sinh năm 2002, tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, Thảo đi làm về, đã uống bia say và nằm phía dưới võng chỗ bé NHGA ngủ. Thảo đang ngủ thì nghe bé NHGA khóc, nên Thảo đã đưa võng, nhưng bé không nín khóc. Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi không nghe NHGA khóc nữa, thì Thảo ngủ tiếp. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé NHGA không còn thở, người đã tím tái, nên đã nhờ người đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, em bé NHGA đã chết trước khi đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Qua làm việc với cơ quan điều tra, Thảo khai nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái, nhưng không biết trúng vào chỗ nào. Bản thân Thảo trước đó đã sử dụng ma túy đá. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa đồng chí và các bạn, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Công an Nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và hướng đến kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an tỉnh năm 2023. Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 của Đảng bộ Công an tỉnh lần này có 36 thí sinh là cấp ủy viên đến từ 34 chi đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện thị thành phố, gồm 6 đồng chí phó bí thư cấp cơ sở, 21 đồng chí cấp ủy viên cấp cơ sở, 9 đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện. Đây là lực lượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng. Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh xác định cái hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong lần này là cái đợt sinh hoạt chính trị rất là quan trọng, vừa là cái hình thức tổ chức cái tập huấn nghiệp vụ về cái công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ công an tỉnh, cũng vừa giúp cho các đồng chí là bí thư các cái chi bộ nói riêng và cái các đồng chí là trong cấp ủy các cái chi đảng bộ để có những cái dịp giao lưu, rồi nắm vững hơn những quy định của trung ương về thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, bồi dưỡng cái khả năng điều hành xử lý tình huống trong cái thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ cấp ủy viên, thông qua đó là nâng cao cái nhận thức và trong công tác xây dựng đảng, góp phần thực hiện cái nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh trong cái tình hình hiện nay. Tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi, gồm phần thi kiến thức, phần thi tự giới thiệu, phần thi thuyết trình và xử lý tình huống. Với tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm và tự tin, các chi đảng bộ và các thí sinh đã mang đến hội thi nhiều phần thi đặc sắc, sáng tạo với những nội dung phong phú đa dạng. Thì hội thi ngày hôm nay là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cho chúng tôi vừa được trải nghiệm mình, vừa được học tập đối với các đồng chí trong các cơ sở cấp ủy khác, và qua đó chúng tôi sẽ nâng cao được những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa công tác đảng, công tác xây dựng đảng trong thời gian tới của cấp ủy đơn vị mình. Bản thân là dưới vai trò là ủy viên chuyên trách ủy ban kiểm tra đảng ủy công an tỉnh thì cũng là công tác chuyên trách về công tác đảng, đó là cái điều kiện đó cũng rất là thuận lợi cho bản thân khi tham gia cái hội thi. Thì qua hội thi nhiều mình nắm được nhiều cái nội dung rất là thiết thực và sát với thực tế để phục vụ trong quá trình công tác, phục vụ công tác chuyên môn của mình là kiểm tra giám sát đối với các chi đảng bộ trong lực lượng công an tỉnh. Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, chi bộ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi. Ban tổ chức cũng đã trao giải nhì cho đơn vị chi bộ ủy ban kiểm tra đảng ủy công an tỉnh và chi bộ công an huyện Dầu Tiếng, và trao giải ba cho chi bộ phòng công tác đảng và công tác chính trị. Hội thi là dịp để các đồng chí bí thư chi bộ cấp ủy các đơn vị địa phương giao lưu học tập kinh nghiệm, tiếp tục bồi dưỡng kiện toàn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên thành những hạt nhân chính trị sắc bén ở cơ sở, góp phần đưa công tác xây dựng đảng ở cơ sở ngày càng nâng cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh Bình Dương thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình An ninh Bình Dương kỳ này đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.